Anh Lâm, anh đi đâu bây giờ mới về? Em cũng như là ma ấy. Giờ này sao em còn chưa ngủ mà lại ra đây ngồi? Tôi hỏi anh đi đâu bây giờ mới về? Thì lâu lâu anh mới đi tụ tập với mấy đứa bạn. Anh nhắn tin với em rồi còn gì? Chắc chắn là anh đi với con nào đúng không? Đi với bạn bè làm gì có giờ này mới về? Đây, em lại suốt ngày xem mấy clip đánh ghen ở trên TG Media rồi lại suy nghĩ linh ta linh tinh. Anh ấy, anh mà có đi với con nào ấy thì anh đi đến sáng rồi. Anh nói rồi, anh chỉ yêu một mình vợ yêu của anh thôi. Thôi, nào, đừng dậy, đi vào đi ngủ đi. Em là... Chắc anh chẳng nhớ em đâu. Lần trước anh gặp em ở quán hát ý. À, Thu. Đúng rồi. anh đến chọn đồ cho bà xã à? Ừ, anh đến tìm để chọn cái váy mua cho bà xã. Nhưng mà anh thấy nó khó với anh quá. Em nghĩ mấy cái này em sành hơn anh đấy. Hay là bây giờ anh nói chiều cao cân nặng đi, em chọn giúp anh nhá. Xem nào. Vợ anh ngày xưa ấy thì cũng đẹp y như em ấy, nhưng mà bây giờ thì gấp đôi em rồi. Anh đúng phá quá đấy. Hay là để em chọn cho anh một chiếc nhá. Này, em nghĩ là chiếc này chị nhà chắc chắn thích, bởi vì nó che khuyết điểm tốt lắm đấy. Thật hả? Ừ. Được, anh sẽ lấy cái này. Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ, không có gì ạ. Mà lâu rồi em không để anh với bạn bè ghé quán em. Tại vì công việc đợt này bận quá, cho nên là bọn anh cũng ít tụ tập. Ôi tôi chết rồi. Anh ơi, em không nhìn thấy túi sách của em đâu cả. Anh cho em mượn cái điện thoại một lát được không? Điện thoại? Anh cho em cầm giúp. Rồi em cầm thôi. À, em nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng thay đồ rồi. Chị đời em kém quá. Em quên ở trong đấy. Đây là số điện thoại của em. Lần sau đến nhớ gọi cho em nhé. Anh hiểu rồi. Vậy thôi, anh qua thanh toán trước. À, em đã cho được đồ gì chưa? Qua anh thanh toán luôn. Thì anh đi vào quầy trước đi. Để anh vào nhé. Em yêu. Anh về sớm với hai mẹ con. Đúng rồi, mẹ bé thôi. Để cho con nó ngủ. Đây về con. Từ thôi nhá. Con có ba ngủ. Này, đi vào thử cái này đi. Cái gì đây? Thử đi rồi biết. Tự nhiên thấy nghi nghi nhá. Nghi gì? Em mặc giày này. Này, chắc là anh thấy em béo, mới đẻ xong cho nên là mua cái váy body thế này để cho em đỡ xồ xề chứ gì. Nhưng mà tóm lại là có thích không? Thì cũng thích. À này, chắc chắn là anh có lỗi lầm gì với em đúng không? Tự nhiên thấy mua quà cho vợ, nghỉ lắm đấy nhá. Chỉ là cái tưởng tượng thôi. Chồng tặng quà thì lại bảo là có lỗi gì, mà không tặng quà thì lại trách là vô tâm. Này, bé đi. Dạ. Đúng là cái đồ đàn bà. Mẹ đây.
ra nhờ một chút. Có chuyện gì nhỉ? Em về con đi. Em ở nhà ăn cơm trước nhá, giờ anh phải đi công việc gấp. Đến giờ ăn cơm rồi, anh còn định đi đâu nữa? À, thằng bạn anh nó bị tai nạn mà lại không có người thân trên Hà Nội nên anh phải vào bệnh viện với nó. Thế thì anh vào luôn với bạn đi, tính mạng con người là trên hết, anh vào luôn đi. Thế em ở nhà chồng con ăn cơm trước đi nhá. Rồi, em nhớ rồi. Anh vào thay bộ quần áo xong đi luôn. Anh đi đi. Ở đâu để anh sửa cho? Đường nước đưa tay đây em chỉ cho. Hỏng ở đây này, anh sửa được không? Thôi, vợ anh đã chờ cơm ở nhà rồi. Anh phải đi về thôi. Này, anh có cơm mãi không chán đâu. Bình thường cũng phải ăn phở chứ, đúng không? Tớ qua thăm, đến cái lúc con tao biết đi rồi ấy, chắc cũng chả biết mặt mũi cô nó là ai luôn. Khổ quá, cũng muốn đến mà. Lại viện mấy cái lý do là tao bận cái gì. Này, mày không còn cái lý do nào khác hơn à? Lại dỗi rồi. Mà con tao đâu để tao bế cái nào? Muốn bế á? Đẻ đi, ngồi đấy mà ước. Tao phải đợi giàu tao mới đẻ cơ. Thôi đi bà, đợi đến cái lúc bà giàu ấy, trứng bà ung hết rồi. À, mà khi nãy tao thấy ai rồi, ông Lâm nhà mày lắm. Lại còn đi với một em chân dài nữa cơ. Này, chắc là ngoài kia nắng quá mày đi mày bị hoa mắt à? Anh Lâm nhà tao đi công tác Nha Trang rồi. Vớ vẩn, không thể nào nhầm được. Thôi nhá. Bây giờ mày không biết à, ra ngoài đường một người có thể giống bốn người là chuyện bình thường. Cứ hao hao giống nhau ấy. Tao ấy ra ngoài đường ai cũng bảo tao giống mấy cái diễn viên nổi tiếng ấy. Có ngày nhá, bà mà nói như thế, vợ chồng tôi đánh nhau với bà ấy. Bà vẩn làm gì. Thôi, ngồi im đấy, đi vào kia lấy hoa quả cho bà. Ý là tao gọi thằng con dậy mà xem. Chán thế, thì mỗi anh lại phải về rồi, đúng chết đấy. Alo, anh nghe đây. Anh à, bao giờ anh về đấy? Chiều nay xong việc, thì anh bay về với hai mẹ con luôn nhá. Yêu hai mẹ con. Tình yêu của anh sao thế? Anh thì có một tình yêu ở nhà thôi. Em là cái thá gì? Anh làm thế để không bị phát hiện thôi. Anh yêu em có gì sai mà anh phải giấu? Không. Nhưng mà dù gì anh cũng có gia đình rồi. Anh chỉ ước rằng giá như anh chưa có vợ con thì chắc là chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Ý của anh là anh đến với em chỉ để trêu đùa thôi đúng không? Không, anh yêu em nhất, yêu em mãi thật mà. Thế anh về nhà ly dị vợ đi, xong rồi mình đến với nhau nhá. Chuyện này... Sao đấy? Em không dám làm à? Để anh tính đã. Chờ anh tính ấy, em chết già ở đấy rồi. Chết già thì anh đền bù cho em nhé. Nào, hay là mua nhà rồi mua xe cho em nhé. Bây giờ mà mua cả nhà và xe thì nghe nó hơi khó. Em nghe nói vợ anh có một cuốn sổ tiết kiệm ở nhà. Anh về bảo vợ anh rút tiền ra. Nhưng mà đấy là tiền chung của hai vợ chồng mà. Em tiếc tiền với em đấy ạ.
Anh không, không bao giờ anh tiếc em một thứ gì cả. Nhưng mà... anh bị khó khăn quá đúng không? Thì anh phải nói với chị là anh cầm một khoản tiền đầu tư, rồi anh phải sẽ đưa cho em là được mà. Nhớ, rồi em thương. Nhanh như chớp. Với sự đồng hành của hệ thống trung tâm mua sắm của Kim. Anh ơi, em hồi hộp quá. Hồi hộp cái gì? Anh bước đi. Cái chương trình này em cũng đang đợi mãi đấy. Em này. Sao anh? Là cái gì? Anh đang định chung vốn để đầu tư với anh bạn. Anh định đầu tư cái gì? Bất động sản em ạ. Bất động sản á? Nhà mình làm gì có nhiều vốn để đầu tư cái đấy? Hiện tại anh cũng chỉ cần khoảng 3 tỷ thôi. Thì em xem rút sổ tiết kiệm với vay mượn giúp anh. Anh nói cái gì cơ? Tận 3 tỷ? Bỏ ra số tiền lớn như thế chắc chắn rủi ro sẽ cao. Mà em sợ lắm. Anh nghĩ kỹ chưa? Anh nghĩ kỹ rồi, em cứ yên tâm. Mà đấy là chỗ bác anh thân thiết cả. Em thử nghĩ xem, bây giờ chỉ có đầu tư bất động sản là lời nhất thôi. Chứ anh cứ đi làm công ăn lương như thế này thì nghèo vẫn hoàn nghèo thôi. Thôi được rồi, để em suy nghĩ đã. Kìa em, còn nghĩ cái gì nữa? Bây giờ trong sổ tiết kiệm nhà mình có 2 tỷ rồi. Em rút ra rồi vay cho anh thêm 1 tỷ nữa. Chứ chả nhẽ em không muốn cuộc sống của con mình sau này được đầy đủ à? Thế bao giờ anh cần? Càng sớm càng tốt. Tình yêu của anh này, ngày hôm nay anh có một, à không, hai món quà muốn dành tặng cho em. Anh không cần nói, em cũng biết luôn. Lại dây chuyền với chả nhẫn nhất gì. Em cứ mở thử ra coi. Úp mà mở nghi lắm nha. Ui, chủ có xe ô tô để... chứng nhận nhà đất. Ui, thật à anh? Yêu hả? Rồi, anh biết em yêu anh rồi. Anh nghe đây. Tối nay à? Ừ, để anh sắp xếp công việc đó nhá. Đơn này ở công ty anh phải làm tăng ca. Là con vợ anh gọi anh à? Ừ. Hôm nay anh phải ở với em, không được về nhà đâu. Nhưng mà cũng lâu rồi, anh chưa đưa vợ con anh đi chơi. Thì cũng lâu rồi, em còn đưa em đi chơi đâu. Nhưng mà anh ở với em cả tuần nay rồi còn gì. Ở với nhau là một chuyện khác, đưa em đi chơi là một chuyện hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì nhau cả. Em cảm thấy như thế là chưa đủ. Hôm nay anh không được về, nhất định không được về. Về nhà, chết với em nghe chưa? Được rồi. À mà này, đây chỉ là giấy tờ mua bán thôi. Còn anh phải làm thêm thủ tục nữa. Còn chiều khóa xe thì em cứ giúp lấy. Anh đi làm nhá. Anh đi làm đây, hai mẹ con ở nhà chơi vui vẻ nhá. Em cho cô Bò về đi ngủ đi. Anh cứ đi làm đi, để em đóng cửa cho. Anh đi cẩn thận nhá. Mẹ cho cu Bon đi ngủ nhá. Yêu lắm cơ. Cô. Cô là vợ của anh Lâm. Cô là ai? Chào cô. Tôi là người sắp tới sẽ thay vị trí của cô. Cô vừa nói cái gì đấy? Này, cô có bị nhầm không đấy? Cô không còn bất ngờ gì đâu. Tôi nghĩ là cô cũng biết điều này lâu lắm rồi chứ. Ừ,
yêu cô. Cô biết, nhưng không bao giờ cô chịu chấp nhận điều này cả, đúng không? Tôi đề nghị cô bước ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi nghĩ người bước chân ra khỏi căn nhà này không phải là tôi đâu, mà là cô đó. Cô biết là anh ấy mới mua nhà, mua xe cho tôi mà, đúng không? Bằng chính số tiền mà anh nói là đi đầu tư với cô đấy. Với lại, một con đàn bà xấu xí vụng về như cô, đến cả hơi ấm của căn nhà cũng không mang lại cho anh ấy được, thì cô nghĩ cô là cái quyền gì mà quyết định cuộc sống của anh ấy? Cô vừa nói cái gì? Chính cô đang ảo tưởng sức mạnh đấy. Tôi có quyền, vì đấy là chồng của tôi và là bố của con tôi, cô hiểu không? Con của anh ấy tôi cũng đẻ được, làm chồng á chỉ ở trên pháp luật thôi. Ly hôn rồi thì cũng đường ai nấy đi mà, đúng không? Mà tôi nói cô nghe này, chiếc váy mà cô đang mặc rất đẹp đúng không? Do tôi chọn đấy. Tôi đọc được suy nghĩ của cô, hiểu luôn suy nghĩ của anh Lâm nữa. Cô làm vợ được gì? Vị trí đấy có lẽ thuộc về tôi, nó xứng đáng hơn rất là nhiều. Cô dám đúng không? Còn khốn nạn này! Cái tát này tôi dành cho cô để cho cô tỉnh ngộ. Còn cái tát này... Cô hơi bị quá đáng rồi đấy. Anh... Chị bắt nạt em kiểu... Từ nãy đến giờ tôi đứng ở ngoài kia đã chứng kiến hết rồi. Cô diện sâu quá đấy. Em chứng kiến hết rồi thì cũng tốt. Nhà anh có thể mua cho em được, xe cũng có thể cho em được. Cái danh phận kia sao không cho em nốt đi? Có lẽ cân bệnh ảo tưởng của cô càng ngày càng nặng rồi. Ảo tưởng? Đúng. Là nhà và xe tôi có mua, nhưng không phải cho cô. Bởi vì chủ sở hữu của nó đứng tên tôi. Anh xin lỗi em. Đối với tôi, cô cũng chỉ là loại đàn bà qua đường thôi. Tôi đã từng có tình cảm với cô thật, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua. Còn một khi ấy, cô đã đụng chạm đến gia đình của tôi thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này cả. Còn bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi đi. Được. Thế hóa ra lúc này anh lừa dối tôi. Anh lấy tiền anh đưa cho gái, anh nghĩ làm như thế mà tốt đẹp à? Anh làm như thế anh không xứng đáng với con, với cả tôi nữa, anh hiểu không? Anh biết tất cả mọi lỗi lầm là của anh, nhưng em yên tâm, cái số tiền em đưa cho anh là anh đầu tư thật. Anh chỉ cho cô ta ở nhờ nhà thôi. Em, đàn ông đôi lúc cũng có chút bay bướm, nhưng điều quan trọng nhất là họ luôn hướng về gia đình. Nên anh hiểu thế nào là đúng. Với lại lúc đó anh say quá, mà em thì lại mới sinh. Anh thôi đi. Every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. Anh Lâm. Hả? Sao hôm nay không đi làm? À, anh quên đồ, anh quên về nhà lấy. Anh quên cái gì? Anh quên em. Vào cho con đi, đáng khóc đây này. Anh vào đây.